Cố lên các con, nhanh lên nào, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Bên đây được mấy hộp rồi? À, được một nửa rồi. Bên đây cũng được một nửa rồi. Bên đây đã làm xong hết nhưng mà chưa dán thôi. Đúng rồi con. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em nhỏ Thảo A Dơ, Diễm My và Thảo Vy. À, ở đây thì công việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Mỗi hộp có 10 viên kẹo. Chúng ta làm 20 hộp kẹo. Sau đó chú Quỳnh Linh sẽ tính thời gian. Đội nào làm xong đưa tay lên là bấm thời gian dừng lại. Đội nào làm nhanh nhất, đội đó sẽ có khả năng chiến thắng. Mà khả năng chiến thắng ở đây thì có nhiều tiền. Có nhiều tiền mình sẽ giúp cho mẹ đỡ khó khăn hơn, giúp cho mình có tiền học phí hơn. Con hiểu không? Vì vậy nên cố gắng làm thật nhanh. Thời gian càng thấp càng tốt. Các con hiểu chưa? Thảo Vy, con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Diễm My sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thảo Dơ sẵn sàng chưa? Rồi. Chuẩn bị, con coi đồng hồ nè. Số mấy? Dạ không không. Không không nha. Chú Linh bắt đầu bấm đồng hồ nha. 3 2 1 bắt đầu. Bỏ vô, nhanh lên, bỏ vô. Bỏ vô hết xong mình đóng hộp lại là xong. Đếm nhanh lên con, đếm nhanh lên. Đếm nhanh lên. Bỏ vô. Cái đó, thấy baby chưa? Thấy baby chưa? Nhanh lên con, nhanh, nhanh. Đếm thật nhanh luôn. Đếm thật nhanh nha. Đếm từng viên là lâu lắm á. Cái nào mà chú bóc ra mà thiếu có 9 viên là thua luôn nha. Thành ra là phải đếm cũng cho nó kỹ nha. Rồi nhanh lên các con, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt nào. Cố lên. Cố lên các con, nhanh lên nào, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Bên đây được mấy hộp rồi? À, được một nửa rồi. Bên đây cũng được một nửa rồi. Bên đây đã làm xong hết nhưng mà chưa dán thôi. Đúng rồi con. Được rồi. Cố lên, cố lên, để đây. Để bầm hộp. Đúng rồi, để vô. 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, đúng rồi. 1, 2, 3, 4 ở đây xong chưa? Rồi đủ rồi, xếp xếp lên đi con. Rồi được rồi, đây xong nha. My xong, giơ tay lên con. Đây đây đủ chưa? Rồi xong, còn My còn hộp cuối cùng. Rồi xong. Chúc mừng các con đã vượt qua áp lực đầu tiên. Bây giờ mời cô Hiền Mai với chú Hâm Bích Trương vào đây, mình công bố kết quả coi. Đội của Thảo A Dơ 8 phút 15 giây, chúc mừng. Đội của Diễm My 8 phút 28 giây. Đội của Thảo Vy hơi lâu chút, 8 phút 40 giây. Chúc mừng. Chúng ta chuẩn bị đến với thử thách dành cho Hâm Bích Trương và Hiền Mai. Còn bây giờ các con cầm kẹo, mời các anh chị các bạn ăn kẹo đi nào. Phát cho các bạn đi con, phát đi. Mở mở ra phát cho các bạn nha. Mở ra phát đi. Đây, đây. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.